đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Bản tin kính chúc toàn thể nông dân có được sức khỏe dồi dào và tràn đầy sức sống. Giá cà phê hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2023, giao dịch trong nước ghi nhận đà giảm ngày thứ 5 liên tiếp. Theo đó, hôm nay giá giảm thêm 1.000 đồng, xuống mức 58.300 đồng. Giá hồ tiêu ổn định mức 68.500 đồng. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 58.400 đồng, giảm 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 58.500 đồng, giảm 1.000 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 57.700, giảm 1.000 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mơ Ga, huyện Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức trên 58.500 đồng, giảm 1.000 đồng. Như vậy, thị trường cà phê trong nước ghi nhận đà giảm ngày thứ 5 liên tiếp. Trên đây là bảng giá ngày 31 tháng 10 năm 2023, hy vọng giá giao dịch hôm sau đáng xem hơn. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.